Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn ngày đầu tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Các bạn thân mến, hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 8 2021, năm Thu quay trở lại vườn kiển Trung Hậu tọa lạc tại số A33 đường Dương Thị Mười, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ với các bạn một số tác phẩm ở nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến, thì năm Thu cũng chỉ làm clip, không tham gia mua bán, mọi liên lạc giao dịch. Các bạn vui lòng gọi cho anh Hậu theo số điện thoại 0932 696 239 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Hậu quen thuộc của vườn kiển Trung Hậu. Rồi, chào Hậu. Rồi, em xin chào anh Năm nha Năm. Chào tất cả các anh em mình hết nha ông. Hôm nay là ngày đầu tuần ha. Đầu tuần mình chúc các anh em mình dồi dào sức khỏe ha, vừa vui vẻ bên người thân ha. Hôm nay thứ hai là mình chào lại hàng tầm trung trung, một người bưng tay được nha. Chủ yếu là mai chứng thủy là nhiều. Hàng này mình không có bao ship nha anh em. Cái lô hàng này toàn là mai chứng thủy, đa số là mai chứng thủy. Đa số mai chứng thủy mà. Mình không bao ship, anh em nào mua 3 cây trở lên là mình sẽ bao ship ha. Còn dưới 3 cây là mình không có bao ship ha. Rồi thì, anh em nào chốt cây nào rồi thì chuyển khoản mình trước 50%. Còn 50% là bên ship nó sẽ thu hộ về cho mình. Chỉ có vậy thôi hả Năm? Rồi, chỉ okay. Năm đó nói trên clip rồi ha. Ok. Mình đo thông số luôn cho nhanh hả Năm. Rồi báo cáo đi. Rồi cây số 1 là cây nhĩ quý luôn nha. Dòng eo là 32. Tán rộng là 71. Chiều cao của nó là 59. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.3 triệu luôn nha anh em. 1.3 triệu mang máy số 1 ha. Cho nó nhanh đi Năm ơi. Cái cây số 2 này nó đang bông quá trời luôn ha. Cây tây số 2 cũng là lá nhiều quý luôn nha anh em. Rồi, dòng eo của nó là 28. Tán rộng của nó là 61. Chiều cao của nó là 52. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi ha. Rồi, chào giá là 1.2 triệu nha anh em. 1.2 triệu. 1.2 triệu, mang mã số 2. Số 2 thì chiều 2. Đây đi. Số 3 một cây là mai lá lớn nha. Da đen luôn nha. Rồi dòng eo của nó là 30. Tán rộng của nó là 47. Chiều cao của nó là 40. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 3. 1 triệu nha anh em. Rồi mã số 4. Đây. Mã số 4. Dòng eo nó là 40. Tán rộng nó 62. Chiều cao nó cũng 62. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1.3 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 4. Số 4. Số 4 1.3 triệu luôn. Cây mai chương thủy lá dị quý luôn nha anh em. Cây số 5. Cây này đế cũng rộng luôn nha. Giờ dòng eo 26. Tán rộng là 65. Chiều cao là 58. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Và chào giá là 1.3 triệu luôn nha anh em. 1.3 triệu.
mang mã số 5. Số 5. Mã số 6 là mấy cây mai chương thủy lá lớn nha đen nha Nam. Dòng eo của nó là 32, tán rộng là 52, chiều cao là 36. Rồi, chào giá là 1 triệu luôn nha Nam, 1 triệu luôn nha. Mang mã số, số 6, 1 triệu nha Nam. Rồi, tiếp tục. Số 7. Cây này nó mua thôi, gửi lại có con cây luôn. Mình phải gửi lại qua một cô vít nữa. Phải chịu thôi. Một cô vít này giá nó khá là mềm. À, dòng eo của nó là 32. Tán rộng nó là 64. Chiều cao của nó 56. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Và chào giá cũng là 1 triệu 3 luôn nha anh em. 1 triệu 3, mang mã số 7. Số 7. Số 8. Một cây mai chương thủy lá lớn nha Nam, da đen luôn nha. Của nó là 34. Tán rộng nó 72. Chiều cao là 58. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá là 1 triệu rưỡi luôn nha anh em. 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi. Mang mã số 8. Số 8. Mây đen lá lớn. Mây đen lá lớn. Số 9. À, một cây mai chương thủy lá lớn luôn nha anh em. Da đen luôn nha. Dòng eo là 21. Tán rộng là 64. Chiều cao là 52. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1 triệu rưỡi luôn nha anh em. 1 triệu rưỡi nha. Mang mã số. Số 9. 1 triệu rưỡi nha anh em. Số 10. Rồi, một cây lá dị quý luôn nha anh em. Rồi, dòng eo của nó là 30. Rộng nó là 60. Chiều cao của nó là 50. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1 triệu tư luôn nha anh em. 1 triệu tư mang mã số. Số 10. Một cái kim quýt luôn nha anh em.
Không có trái luôn nha. Cây chuối quýt này có trái luôn nha, quá trời luôn nha. Thì quýt. Dòng eo của nó là 30 trái nè. Tán rộng của nó là 64. Chiều cao của nó là 69. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 2 triệu luôn nha anh em. Này tụi mang mã số 11. Cái này xong mình đẹp quá mà. Dương cây này để luôn nó dương. Mà bán thôi kỳ sao quay tiếp mấy cái đó. Nằm trong đây nhiều lắm nè. Mà dương cây nè. Đây lùng liền luôn. Cây này cây mai chương thủy lớn luôn nha anh em. Trời non rất là đẹp. Này mai chương thủy giờ đen lớn nha. Dòng eo nó 32. Tán rộng của nó là 51. Chiều cao của nó là 37. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá cũng là 1,3 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 12. 1,3 triệu nha anh em. Rồi, tới nữa cũng là một cây mai chân thủy lá lớn da đen luôn nha anh em. Da đen luôn. Như của nó lùng luôn nha. Dòng eo của nó là 38. Tán rộng là 48. Chiều cao của nó là 33. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá cũng là 1,3 triệu luôn nha anh em. 1,3 triệu nha. Mang mã số 13. 1,3 triệu. Cái này luôn đây. Đẹp quá trời. Giống phong chanh hả? Phong chanh luôn, này lá lớn luôn. Da đen luôn, nu luôn nha anh em. Không còn thẹo luôn nha. Không còn thẹo luôn nha. Rồi, dòng eo là 24. Tán rộng là 89. Chiều cao là 74. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu nha, mang mã số 14. 2 triệu. Cái trang này đang ra bông ngon quá thôi, quay bán luôn ha. Báo luôn cái trang luôn. Báo luôn đi. Coi như hết tiền tiêu người yêu mình cũng bán nữa. Bán luôn đi. Cái, này cái trang đó thì có bông. Trang một cốt à. Một cốt luôn. Đây, dòng eo của nó là 12. Tán rộng của nó là 49. Chiều cao của nó là 65. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 500.000 nha anh em. 500.000. 500.000. Mang mã số 15. Rồi 16. Là một cây mai chương thủy lá lớn da đen luôn nha anh em. Dán phong canh luôn nha. Dòng eo của nó là 19. Tán rộng là 70. Chiều cao là 77. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,8 triệu nha anh em.
Cái này là cái chi của nó dư mình cắt bỏ chứ cây này không có thẹo luôn. Này hai chi nó dư á. Mình bỏ bớt chi đi ha. Mình sửa lại cái dáng con tranh đó chứ. Rồi. Chào giá là 17 luôn. Chưa 7. 16. 16 thì chưa 7. Luôn này giống phần tranh chắc cũng nhiều ha. Giống phần tranh. Đây một em nữa ha. Nụ cục. Luôn, này là nó đều. Luôn da đen luôn. Cái nụ nó đeo thân giống dê chó hả? Giống dê chó luôn. Rồi, dòng eo nó 14. Bán rộng của nó 67. Chiều cao của nó là 73. Đặc biệt cái thẹo của nó lành nó liền hết, mấy cây này nó già nó. Ôi chứ mấy cây này chứ nó già. Rồi chào giá cũng là 1 triệu 7 luôn nha anh em. Mang mã số 17 hả? 17. 17 thì 1 triệu 7 luôn. Cây mai lá trùng. 18 cây mai chúng thị lá nhị quý luôn nha anh em. Rồi dòng eo của nó là 33. Tán rộng là 73. Chiều cao cũng 53, trời gì cũng 3 hết đó mà. Rồi. Đây dòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá cũng là 1 triệu 3 luôn nha anh em. Thử này cái gì cũng 3 hết đó hả? 1 triệu 3. 1 triệu 3 luôn. Rồi mua 3 cây mình ship luôn. 3 cây là bao ship luôn. Mang mã số 18. 3 luôn. Giá rẻ bất ngờ luôn. Đấy, một cây lá nhị quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 32. Tán rộng là 63. Chiều cao của nó là 59. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá cũng là 1 triệu 3 luôn nha anh em. Mang mã số 19. Nữa là một cây mai chân thị lá nhị quý luôn nha anh em. Dòng eo nó là 27. Tán rộng là 62. Chiều cao của nó là 55. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi. Chào giá là 1 triệu rưỡi luôn nha anh em. Mang mã số 20. 1 triệu rưỡi luôn nha anh em. Luôn 21 là một cây lá nhị quý luôn nha anh em. Rồi dòng eo là 26, tán rộng là 58. Chiều cao của nó cũng là 58 luôn. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1 triệu 3 luôn nha anh em. Mang mã số 21. Lớn luôn nha anh em. Cây này dáng đẹp. Dáng con tranh luôn liền thẹo luôn nha. Mấy nhánh bay đẹp. Không còn thẹo luôn nữa nè. Mấy như này cắt mà còn liền hết ráo luôn. Già luôn rồi. Này lá lớn luôn, nu luôn nha anh em.
dòng eo là 26, tán rộng là 90, chiều cao là 70. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 3 triệu nha anh em. 3 triệu. 3 triệu. Mai đen lá lớn. Mai đen lá lớn luôn, không còn khẹo luôn. Rồi, dáng luôn, rất là đẹp. Mang mã số 22. 3 triệu. Hai mươi ba, một cây mai chim thủy nu lá trung luôn nha. Vườn rất là nhiều mai các bạn, mai nu luôn nha anh em. Vẫn bạc phong ha. Bạc phong ha. Nhưng mà có cây tử bị chổi không? Cái nó phong nhưng mà nó có tử. Có tử. Có tử mới có người nói ngồi chứ. Có cây tử nó nhìn thấy nó sai sai chứ nào. Nó sai sai chứ nào. Cái tử này sai vỏ nó ra. Ờ, tại vì cái dòng nếu mà cái nếu mà cái dáng bay thì cây tử dòng eo nhiêu? 39. Dáng bay thì cây tử nó bay lệch, nó không ngược, nó ngược hướng. Cái tử nó không chịu bay theo nó hả? Không chịu bay. Bên đông bên tây. Giờ cái tử mà bay vô đụng mình mẹ. Giờ phải uống nó ra sao ngươi nó ra hôm nay nè. Ờ, nó sạc cái tử thì nó hợp lý hơn. Nó 62. Chiều cao của nó là 60. Rồi quen vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 2 triệu luôn nha anh em. Này đế đấm đều luôn nha. 2 triệu luôn, mang mã số 23. 2 triệu nha anh em. Bốn lên cây này luôn, tận đây sinh đây luôn. 24. 24 là một cây lá nhĩ quý luôn nha anh em. Rồi, dòng eo của nó là 36. Tán rộng của nó 58. Cao của nó 53. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá cũng là 1 triệu 3 luôn nha anh em. 1 triệu 3 luôn, mang mã số 24. 1 triệu 3. Hai mươi lăm cũng là kết thúc luôn cái clip này nha anh em. 25 là cây cuối cùng của clip này nha em, cuối cùng của clip hôm nay. Này cây mai chim thủy lá lớn nha anh em, lá lớn da đen nha. Dòng eo của nó là 41. Tán rộng của nó 54. Chiều cao của nó 34. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Đế đấm đồ đều luôn nha. Rồi. Chào giá là 1 triệu 7 nha anh em. Mang mã số 25. Các bạn thân mến, em mang mã số 25 được chào giá là 1 triệu 7. Đây là cái dòng mai mai đen đó lớn. Mai đen lá lớn luôn. Đến đây thì có thêm phát sinh không nào? Có thêm không? Đến đây thì Năm Thu cũng phải nói lời chia tay với cô bác và anh chị. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn nhé. Rồi, Hậu ơi, chúng ta cũng phải nói lời chia tay với cô bác và anh chị mình thôi. Rồi, em xin chào Năm nha Năm. Chào tất cả các anh em mình hết nha. Chúc các anh em mình một ngày đầu tuần vui vẻ và đầm ấm bên gia đình ha. Rồi mình cũng mong các anh em mình là ủng hộ clip này cũng như là ủng hộ mấy clip vừa qua. Thành thật là nhà vườn trung hậu, cảm ơn mấy anh em mình rất nhiều nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Các bạn lưu ý là vườn kiển trung hậu được phát sóng vào kênh Thu Quang Sai vào mỗi thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Mong rằng các bạn ủng hộ.